định luật không bao giờ thay đổi. Thu tàn đông lại đến. Ai đã từng ngắm cách vì sao trong đêm đông giá lạnh mà không thầm kinh ngạc trước sự vinh quang trong công trình tuyệt diệu của Thượng Đế? Ai đã không nghe tim mình rung lên những rạng rỡ niềm vui khi thấy tất cả mọi tạo vật chuyển mình theo từng chu kỳ bừng lên sức sống đầy sinh lực mà Thượng Đế đã sáng tạo cho con người tận hưởng? Kinh Thánh chép rằng các tầng trời công bố sự vinh quang và bày tỏ sự công chính Ngài. Chính thiên nhiên đã mở toan cánh cửa cho vẻ đẹp nguyên sơ vô hạn của Chúa đánh thức điều kỳ diệu trong mỗi chúng ta. Để khi chúng ta nhìn ngắm những tạo vật phi thường, lòng khao khát Chúa trong chúng ta sẽ hồi sinh và tâm linh chúng ta sẽ đáp ứng lại những gì mà mắt ta nhìn thấy. Và đêm nay chúng ta hãy bước vào thiên nhiên vô tận của Ngài và cùng với thiên thần trên trời cao hòa khúc nhạc báo tin lành cho trần thế. Đêm nay đêm thánh huyền diệu, Chúa Giêsu Ngài giả từ bào thai của trời sinh xuống làm người, đem sự sống đi trên cõi chết, đem trọn vẹn che đắp dở dang, đem niềm vui khỏa lấp u buồn. Bài thánh ca huyền diệu đêm thánh là đêm lịch sử huy hùng nhất đã đi qua mọi thời đại, mọi thế hệ. Và đêm nay con trời giáng sinh làm người, Chúa đến để xóa tan mọi âu lo, đem ơn cứu độ đến cho quý vị và tôi, để thân phận chúng ta, định mệnh chúng ta được nằm trong thung lũng ấm áp của sự bình yên và tình yêu trọn vẹn của Ngài. Nhạc khúc huyền diệu đêm thánh sẽ do ban tướng ca Hoàng Điền, Minh Ngọc, Thanh Quân và Thanh Sang cùng với ban gia đình trẻ phụ diễn trình bày sau đây. Hey.
sáng sẽ suy giảm.